Trên tay mình là một cây đàn Golden thùng đặc và mình nghĩ là chắc hẳn là anh em sẽ suy nghĩ là cây đàn này chỉ chơi được điện thôi, không có chơi được thùng. Nó cũng giống như những cây đàn guitar điện khác. Bây giờ mình sẽ rút dây cắm ra và chơi một đoạn anh em nghe thử nha. Đây là âm thanh mộc của cây đàn Golden này đó anh em. Cây này thì anh em có thể là vừa chơi được âm thanh ra lo, cũng đồng thời là anh em có thể là vừa chơi được âm thanh mộc nha. Đó.